Ui, tê luôn. Đấy, nó tụt xuống này, nó lắc ra đây rồi nó mới vươn lên. Ui, căng đấy. Phải rất khéo đấy. Đó, thế vật liệu chưa về để con thông cốt. Nhanh lên, trời ơi. Rồi, đúng bài đấy. Ông này khéo phết nhỉ? Đúng bài đấy. Mẹ chuyên gia rồi không? Giỏi đấy. Chuyên gia rồi. Vâng. Nó phải lựa anh. Nhưng mà chuyên gia rồi, lựa tốt rồi. Ở dưới kia vẫn là gỗ để kề nhỉ? Vẫn phải kề hết. Bô nó vít đầu. Đi nó bật phát. Rồi nó cứ răng không phát rồi. Ấy, cái chân. Cẩn thận. Không, nó đẩy bây giờ. Rồi, hạ xuống. À, cái ông điều khiển ngồi ngay kia thì mới nhìn rõ chứ đúng không? Đúng rồi, ngồi trong xe ô tô nhìn chó thôi. Nhìn chó thôi. Nó khiển, có cần khiển ngoài mà. Vâng. Lắc dần. Đừng đánh vào điều hòa được. Ấy. Tháo cái móc, mấy cái móc xiết ra. Đấy. Vào dây. Không vào được. Để sang bên này. Rồi. Vào sâu vào xe rồi. Ok, tốt rồi. Thái ơi, dậy. Rất ngon. Thái ơi, tháo với cái mấy cái móc xe, móc vào.